Phú Trần xin chào mọi người nhé Chào mọi người đã trở lại với video của Phú Trần Trong video ngày hôm nay xin chia sẻ tới tất cả quý các anh chị Một cái bài thuốc chữa sỏi thận Đây là một phương pháp, một bài thuốc chữa sỏi thận mà quý các anh chị có thể thực hiện ngay tại nhà Có rất là nhiều phương pháp, nhiều bài thuốc khác nhau để chữa căn bệnh sỏi thận Nhưng bài thuốc nấu nước từ cây từ bi, cây đại bi là cách đơn giản nhất để chữa sỏi thận thì ngày hôm nay Phú Trần xin chia sẻ tới tất cả quý bác anh chị Cái bài thuốc này và chia sẻ tới tất cả quý bác anh chị Cách làm cụ thể và chi tiết nhất Cây từ bi còn có tên khác là cây đại bi Hoặc là cây cúc tần hoặc là cây đại ngải cũng là nó Cây này nó thuộc họ cúc Được ứng dụng trong rất là nhiều bài thuốc y học cổ truyền từ xưa đến nay Khi nhắc đến vị thuốc vị thảo dược này phải kể đến công dụng đầu tiên đó là công dụng chữa sỏi thận cực kỳ hiệu quả. Bên cạnh đó, nó còn có tác dụng cầm máu. Hay là chữa bệnh phong thấp, đau nhức xương khớp cũng rất là hay, được ứng dụng từ cái cây đại bi, cây tử bi này. Trong lá tử bi có rất là nhiều khoáng chất như là lipid, sắt, vitamin C, có nhiều tác dụng tuyệt vời trong việc điều trị bệnh. Nếu mà quý cô bác anh chị có để ý thì khi chúng ta vò lá tử bi này, cây đại bi này chúng ta đưa lên mỗi người thì chúng ta sẽ thấy mùi thơm rất là thơm của nó đó là tinh chất từ tinh dầu của lá đại bi này nó có mùi thơm rất là dễ chịu nhiều người còn lấy cái lá từ bi này để về để làm nồi nước sông giúp giải cảm chữa nhức đầu mất ngủ cũng rất là hay theo y học cổ truyền thì lá từ bi có vị đắng cay mùi hơi hăng tính ấm có công dụng quy vào kinh thận nên nhắc đến từ bi hay lá đại bi công dụng hàng đầu phải kế đến chính là tác dụng điều trị sỏi thận sỏi thận thì quý các anh chị đã biết rồi là căn bệnh rất là phổ biến và khó chữa hơn 80 ca bệnh dường như phải mổ lấy sỏi sỏi thận gây ra nhiều đau đớn cho người bệnh ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe hiện nay có rất là nhiều cách chữa sỏi thận bằng thuốc nam trong đó cây từ bi là được biết đến nhiều nhất theo kinh nghiệm dân gian thì có nhiều cách dùng cây đại bi làm tan sỏi thận hiệu quả. Thì ngày hôm nay Phú Trần xin chia sẻ tới tất cả quý bác anh chị cái bài thuốc đơn giản, dễ làm để chúng ta áp dụng nếu mà quý các bác anh chị có bị căn bệnh sỏi thận thì hãy lưu tâm, lưu ý cái bài thuốc này và lưu lại cái bài thuốc này để chúng ta áp dụng ngay cho chính bản thân chúng ta hoặc là người thân trong gia đình. Rất nhiều người đã thoát khỏi căn bệnh sỏi thận nhờ cái bài thuốc này. Và ngày hôm nay xin chia sẻ cách làm cụ thể cho tất cả quý các anh chị Quý các anh chị lấy một nắm lá từ bi tươi, rửa sạch Cho vào máy xay sinh tố xay nhuyễn Sau đó chúng ta pha cái nước này Với khoảng nửa lon bia chúng ta uống Ngày chúng ta dùng 2 lần Nếu mà quý các bác dùng đều đặn, sỏi sẽ được loại bỏ nhanh chóng Bài thuốc này sẽ giúp đánh tan sỏi ở trong thận của chúng ta Thải bằng đường tiểu ra ngoài khi quý các bạn anh chị dùng liên tục và kiên trì đều đặn cho tôi cái bài thuốc này uống trong vòng khoảng từ 20 đến 30 ngày sẽ có công dụng hiệu quả của bài thuốc nếu mà tình trạng bệnh của quý các bạn anh chị có nhiều sỏi hoặc kích thước sỏi lớn thì hãy kết hợp đại bi cùng với những loại thảo dược khác quý các bạn anh chị có thể kết hợp lá đại bi này cùng với một nắm rau ngổ thì quý các bạn anh chị lấy tất cả ở dạng tươi một nắm cây đại bi tươi một nắm rau ngổ tươi. Quý cô bác anh chị cũng đem rửa sạch đi, sau đó chúng ta à, cho vào máy sinh tố chúng ta xay nhuyễn ra. Sau đó quý cô bác anh chị hòa chung với lửa long bia để chúng ta làm thành cái bài thuốc chúng ta uống. Ngày chúng ta làm hai lần. Đấy, quý cô bác anh chị lưu ý cho tôi khoảng à, lửa long bia thôi nhá. Mỗi lần quý cô bác anh chị làm lửa long bia thôi. Khi mà quý cô bác anh chị đã xay cái lá đại bi cùng với một nắm rau ngổ thì chúng ta hòa cùng với một nửa long bia. Để chúng ta uống. Về liều lượng thì quý các anh chị dùng một nắm đại bi tức là khoảng 100 g. Đấy còn một nắm rau ngổ khoảng 50 g thôi. Thì quý các anh chị à, kết hợp lại hai cái loại dược liệu này, chúng ta làm thành cái bài thuốc thì sẽ làm tăng cái hiệu quả của bài thuốc này. Giúp đánh tan sỏi thận ở trong thận của chúng ta nhanh hơn, mạnh hơn và hiệu quả hơn. Đó là khi quý các anh chị à, bị căn bệnh sỏi thận mà bị à, nhiều sỏi, sỏi lớn thì chúng ta áp dụng cái phương pháp này cho nó hiệu quả. Hai loại dược liệu này thì cũng rất là dễ kiếm Cây đài bi, cây tứ bi thì nó có ở khắp nơi Đấy, Nhiều nơi có ở khắp Bắc Trung Nam đều có cây đại bi này Đấy, Nhiều nhà, nhiều nơi Quý các anh chị trồng cái cây đại bi này Làm hàng rào Thì chúng ta có thể đi kiếm ở Ngay trong nhà, trong vườn của chúng ta Còn cái cây rau ngổ Thì chúng ta có thể ra ngoài chợ chúng ta mua Khi quý các anh chị xuất hiện những dấu hiệu bị sỏi thận Như là tiểu bút tiểu dắt, tiểu ra máu kèm theo các cơn đau lưng thì có thể dùng cái bài thuốc này. thì uh, nguyên liệu là nguyên liệu tươi, đó là bài thuốc mà tôi chia sẻ đó là nguyên liệu tươi. còn nếu mà quý quý anh chị có dùng nguyên liệu là nguyên liệu khô, đó là khi chúng ta phơi khô cái lá cây đại bi này để chúng ta làm nguyên liệu khô, chúng ta làm thành bài thuốc thì quý quý anh chị nên kết hợp với một số loại dược liệu khác ví dụ như cây kim tiền thảo khô này, cây mã đề khô này. Rồi cây dâu mèo khô Tất cả 20g khô Tất cả 20g khô quý của anh chị Đem nấu cho tôi với khoảng 1,5 lít nước Còn lại 600-700ml đến 700 ml Chúng ta chia ra chúng ta uống trong ngày Tùy vào từng trường hợp Tùy vào tình trạng bệnh của chúng ta mà chúng ta áp dụng một trong hai phương pháp mà như hôm nay Phú Trần đã chia sẻ. Một, nếu là quý của anh chị mới phát hiện căn bệnh sỏi thận, đó là sỏi thận của chúng ta mới phát hiện ra sỏi còn nhỏ, thì chúng ta chỉ cần áp dụng cái phương pháp số đầu tiên đó là phương pháp kết hợp lá cây đại bi và lá cây rau ngổ ở cái bài thuốc số 1 đó tôi chia sẻ thì quý bà anh chị có thể dùng áp dụng cái bài thuốc này thì sẽ giúp chúng ta thải cái sỏi thận đánh tan sỏi thận qua đường tiết niệu của chúng ta qua đường tiểu của chúng ta ngay trong vòng khoảng từ 15 đến 20 ngày đó còn trường hợp mà quý cô anh chị bị sỏi thận có triệu chứng đái bút, đái ra máu, đau lưng thì cần áp dụng cái bài thuốc số 2 mà như Phú Trần đã chia sẻ đó là kết hợp thêm cùng với một số loại dược liệu khác ví dụ như cây kim tiền thảo này, cây mã đề này, cây dâu mèo đấy, mỗi loại 20 gram khô thì quý cô anh chị đem đun nấu với nước uống khoảng 1,5 lít nước đun sôi nhỏ lửa còn lại khoảng 600 đến 700 ml thôi chúng ta chia ra chúng ta uống trong ngày thì làm liên tục cho tôi cái bài thuốc này từ 30 đến 60 ngày thì sẽ làm tan cái sỏi thận của chúng ta. À, cái bài thuốc số 2 này sẽ giúp đánh tan và tán nhỏ cái sỏi thận ở trong thận của chúng ta ra và dần dần sẽ loại bỏ cái sỏi thận ở trong thận của chúng ta. Nếu chúng ta áp dụng kiên trì từ 30 đến 60 ngày dùng cái phương pháp này. Rất nhiều quý cô bác anh chị đã kiên trì áp dụng và cho ra những công dụng hiệu quả. Những bài thuốc này là những bài thuốc dân gian, đặc biệt là bài thuốc chữa sỏi thận bằng thuốc nam của cây từ bi, lá đại bi luôn mang lại hiệu quả chữa bệnh rất là diệu kỳ cho người bệnh. Thì chúng ta nên kiên trì thực hiện cho đến khi chúng ta khỏi triệt đề. Thì ngày hôm nay Phố Trần xin chia sẻ cái bài thuốc từ cây từ lá đại bi này giúp tất cả quý cô anh chị có thêm kiến thức để trang bị cho bản thân những phương pháp chữa bệnh và phòng bệnh hiệu quả đặc biệt là căn bệnh sỏi thận, chữa sỏi thận từ lá đại bi, từ bi này. Thì ngày hôm nay Phú Trần xin chia sẻ tới tất cả quý anh chị về cái bài thuốc này. Và nếu quý anh chị thấy hay và hữu ích, xin hãy chia sẻ cái bài thuốc này cho nhiều người không biết. Và bây giờ Phú Trần xin chào tạm biệt tất cả mọi người và hẹn gặp lại ở video tiếp theo của Phú Trần. Xin chào và hẹn gặp lại.